Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra những dấu hiệu đồng phạm giúp sức trong vụ cháu gái 8 tuổi con Thái bị bạo hành. Nguyễn Kim Trung Thái sẽ bị điều tra những dấu hiệu của hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo điều 185 Bộ luật hình sự. Trước đó, ngày 28 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 12, Bệnh viện Vinmec, phường 22, quận Bình Thạnh, tiếp nhận cháu gái A, 8 tuổi, do cha ruột là Thái, đưa đến cấp cứu trong tình trạng ngưng tuần hoàn tim phổi và đã tử vong. Nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23 tháng 12, cơ quan chức năng xác định Trang có dấu hiệu bạo hành, đánh đập bé gái, dẫn đến tử vong nên đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Trang tiếp tục điều tra làm rõ.